Rồi bây giờ chúng ta tạo một cái dự án ra đây đúng không? Thế ở trên cái chuyện mà chúng ta làm massing bữa hổm á, chúng ta làm một cái khối mask tại chỗ, bây giờ làm tiếp cái nữa nè. Inlay mask. Một cái khối mask khác. Những cái phát cái mask đó, đó là tôi sẽ làm kiểu này nè. Tôi vẽ cho nó một cái nhìn ra mặt đứng. Vẽ nó thêm một cái level nữa. Để chúng ta phát cái này ra đã, chúng ta vẽ level trước. Vẽ 3 4 tầng rồi đó, mỗi tầng là một tiếp diện và nối kết hết tất cả những tầng đó. Rồi tôi có 4 tầng, nhìn xuống level 1. Tôi tạo cho nó một cái khối mask mới. Inlay mask. Và tôi set quạt len lên cái level này, level 1 đúng không? Và tôi vẽ nó một cái hình chữ nhật. Đấy, là một hình chữ nhật. Xong rồi tôi lên bấm cái đây level 2 và tôi lại set quạt len lên level 2. Tôi mới vẽ cho nó một cái hình khác. Nó hơi lệch đi một chút. Để cho cái hình nó quay đi một bên đi ha. Nó quay, rotate. Nó quay xéo qua đây. Hai tiết diện khác nhau ha. Lên tầng 3 và set quạt len lên tầng 3. Và đó là tôi mới vẽ cho nó một cái hình khác. Hình gì cũng được, có thể là hình lục giác. Tôi thích vẽ là hướng đó. Và lên level 2, set level to level 2. À, xin lỗi, level 4. Leo lên đó cho mình vẽ nó một cái hình khác nữa. Lớn ra ngoài anh chị. Nó xoắn nhau rất kỳ đó nha. Nhìn ở dạng 3D. Nhìn thấy những cái tiết diện này nó như vậy. Như vậy ví dụ như cái 68 tầng chúng ta sẽ vẽ những tiết diện khác nhau, nó giữ control chọn hết cái này. Chọn lần lượt từ dưới lên trên và tạo một cái form. Nó thành một cái khối giống vậy. Khá là phức tạp đúng không? Rồi xong rồi nói ví dụ chuyện là nắm nó kéo lên kéo xuống, dời đỉnh về gì đó là do mình thôi, chuyện đó thích đâu đừng dời đó. Rồi giờ finish đó. Thì ta có được một cái khối. Cái khối như vậy nó gọi là blend, tức là nó trộn lại giữa những tiết diện khác nhau. Rồi đó bây giờ anh em ra ngoài đường nhìn nó mặt đứng là nó vẽ thêm các level, cứ chọn level tạo một cái khối mask ở đây đúng không? Tạo cho nó một cái khối mask ở đây. Ok. Thì lúc đó nó ra được cái này, nó ra được tới đó rồi được cơ tinh. Đó, giờ chúng ta tạo ra tên nó ra đó. Được không? Xong rồi thảy Boolean vô. Thích thì cũng vẽ thêm Boolean thảy vô đó. Rồi, bây giờ anh em có làm lại được cái đó không? New khối mask, vẽ từng cái level đó, vẽ tiết diện bất kỳ.